Kính chào cả nhà, một động thái mới nhất của chị Bình Tinh trong buổi tối hôm qua khi người anh thất thiết của Hồng Loan đã lên tiếng nói những lời không tốt đẹp về tim của Hồng Loan và chúng em tin rằng khi nghe được những lời của chị Bình Tinh nói thì ai nấy cũng vô cùng tin tưởng rằng chỉ có chị Bình Tinh mới xứng đáng là người thân thiết của Hồng Loan nhà mọi người Tuy nhiên, trước khi đến với câu chuyện đó thì chúng em muốn chia sẻ một bài, một cái tâm thư mà mới đây của bà Tiên Áo có lên và nhắc về vấn đề ADN bởi vì nhiều người cho rằng bà Thiên Ngáo là quá khờ khạo, cứ chi tiền về để cho bún bò làm những chuyện không giống ai. Cho nên là mới đây nhất bà ta chính thức lên tiếng đáp trả nha mọi người. Nhiều người chửi tôi ngu vì đã bỏ tiền ra cho gia đình ruột thịt đi đến cùng với câu chuyện ADN. Tôi ngu nhưng tôi lương thiện, lương thiện chứ không lương lẹo và không vô lương tâm như là tu hú. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà đã là nước lã thì làm ơn chấp nhận số phận đi đừng có dùng dãy cố gắng cho mình cái mát là giọt máu đào để mà tranh cướp tài sản gia đình cô xích sẽ không bao giờ từ bỏ tài sản bởi vì nó vốn dĩ là của họ đó là cái lời tuyên bố vô cùng ngạo nghễ của bà tiên áo khi nói về vấn đề là bà ta sẽ tiếp tục chi tiền để cho muốn bò đi kiện nhà mọi người đúng là bà này ngu mà còn lì nữa nha cô chú anh chị người ta đã nói như vậy cho mình tỉnh ngộ để bớt cái mất cái tiền ngu mà không chịu tỉnh cứ suốt ngày đâm đầu vào. Và chúng em cảm giác là bà tiên áo này bị mẹ con chị Gia bỏ bùa rồi nha cô chú anh chị. Cho nên họ nói cái gì bà ta cũng nghe. Và có lý cứ thế móc hào bao ra để mà chi tiền cho chị Gia và cô xí đi kiện. Kiện từ năm này qua năm kia mà vẫn không có một kết quả nào. Thì chúng ta biết rồi họ đã kiện Hồng Loan. Tổng cộng là mười mấy lá đơn rồi. Nhưng có cái nào mà họ thắng đâu nha mọi người. Toàn là thua thôi nhưng vẫn thích đi kiện mà vừa mất tiền on vừa mang tiếng là cố chấp tham lam cũng như là không có đạo đức trong câu chuyện này cô xí cũng như chị dè là bất chấp như vậy bởi vì họ đâu có tốn tiền phải không mọi người tiền có người khác chi thì ta cứ thế mà làm thôi đâu có mất cái gì đâu cho nên hiện tại là mặc dù lão đơn đã được trả về và bị phạt 7,5 triệu rồi nhưng cô xí vẫn không từ bỏ và nghe nói là chiều nay thì anh luật sư lại tiếp tục tới nhà để tư vấn và tìm những cách nào đó để kiện tiếp Hồng Loan nhà mọi người. Đây là một trong những điều mà ai cũng bức xúc bởi vì nó quá là vô lý. Và cái drama này là một trong những drama mà nó tồn tại rất nhiều những cái điều vô lý nha cả nhà. Thế nhưng mà nó vẫn đang tiếp tục diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong câu chuyện này. Bây giờ thì Hồng Loan vấn đề pháp lý coi như đã xong, chỉ chờ tòa tuyên án người ta tuyên án mà thôi còn bún bò họ không chấp nhận cái điều đó họ đang tìm mọi cách những kẻ hở và những cái gọi là chưa hoàn thiện của bên hồng loan để họ kiện nhưng mà chúng em tin rằng đó là những công việc rất tốn công tốn vô ích và tốn tiền thôi nha mọi người chứ sẽ không mang lại bất kỳ một hiệu quả nào đâu chẳng qua họ là muốn kiện để điều hướng dư luận sang một câu chuyện adn để quên đi vấn đề họ đang thiếu tiền hồng loan thôi và đó cũng là một cách để họ câu kéo thời gian và muốn trì quản phiên tòa chỉ đơn giản là như vậy chứ thực ra họ chẳng biết có kiện cỡ nào đi thì vẫn y nguyên như vậy thôi nha cả nhà pháp lý hồng loan vẫn là con học pháp của chú năm và thừa hưởng hết những tài sản đó đó là những thông tin khá bất ngờ mà bà tiên áo có lên tiếng và tuyên bố nha cả nhà bây giờ thì trở lại với phần tin ở đầu video đó là sự lên tiếng của chị bình tinh trong buổi tối hôm qua thì chị bình tinh đã nhắc nhở hồng loan rằng những cái điều này hãy giữ lấy nụ cười trên môi buông bỏ hết những muộn phiền nhỏ nhặt và nắm hạnh phúc chặt trong tay mình và cuộc đời của mình mình làm chủ vậy thôi đó là những lời khuyên vô cùng ngắn gọn nhưng thâm sâu của bình tinh đối với hồng loan và mọi người đúng là trong vấn đề này hồng loan nên nghe những câu này để buông bỏ đi hết những muộn phiền cũng như là những cái tổn thương rõ ràng là những con người kia họ đến với hồng loan không phải vì thương hồng loan mà họ muốn lợi dụng hồng loan nha cô chú anh chị và đến khi họ cảm thấy không còn lợi dụng được nữa thì họ bắt đầu tìm mọi cách rời đi và mình tin là sau những câu chuyện quay xe này hồng loan sẽ học được một cách đó là tự mình làm chủ cuộc đời của mình chứ không để phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa có thể là trước kia hồng loan phải nhờ những con người đó để có những cái kênh để kiếm tiền những điều kiện thuận lợi hơn để gắn đến gần với khán giả nhưng bây giờ hồng loan đã dẫn rồi kinh tế đã có rồi và cái danh tiếng cũng đã được nhiều người biết tới rồi thì Hồng Loan cứ tự mình làm chủ thôi, chứ không nhất thiết phải dựa vào ai nữa. Và chúng em tin rằng sau câu chuyện này thì Hồng Loan sẽ tỉnh táo hơn khi có thân với một ai đó nha mọi người. Hãy nhìn thật kỹ ai người ta đến với mình tốt hay xấu và có ý đồ gì hay không. Chứ chúng em thấy rằng là trong câu chuyện drama này đã có quá nhiều những con người hai mặt nha cô chú anh chị. Thật sự là như vậy. Họ nói tới nói lui thì những con người quay xe cũng lanh quanh ở hai cái chữ tiền và chữ danh thôi nha cả nhà. Họ đến với hồng loan thứ nhất họ muốn được nổi tiếng và họ muốn kéo vào cái hậu quang của hồng loan để họ được khán giả biết tới nhiều hơn và thứ hai họ muốn lợi dụng tên tuổi của hồng loan để kiếm tiền kinh doanh này kia thôi và đến khi họ cảm thấy đủ hoặc là không còn tận dụng được nữa thì họ tìm cách rời đi. Đơn giản là như vậy thôi. Nên mong rằng trong cái drama này hồng loan sẽ có một bài học rút ra cho mình và hãy thật sự thân thiết với những ai có tầm với mình và giúp mình một cách trọn vẹn thôi. Còn những ai người ta lấp lửng, có những hành động mập mờ thì thôi cứ né cho chắc, đừng nên sát vào, làm gì. Để rồi sau đó có những chuyện không hay, rồi lúc đó mình lại tổn thương. Ở thời điểm này thì ngoài Hồng Loan, chị Ni là người tổn thương nhiều nhất, nha cô chú anh chị. Bởi chị Ni đến với Rama này không vì cái gì cả, đơn giản là vì yêu thương Hồng Loan như vậy thôi nhưng không ngờ rằng là gặp được rất nhiều áp lực và xém tí nữa phải đi là ở tù ở bên Mã này Những con người kia họ hãm hại. Đúng là thương chị Ni nha cả nhà. Chị Ni đã giúp Hồng Loan nhưng chị Ni không được một cái gì cả mà bây giờ lại mang trong người rất nhiều phiền tối và mong rằng chị Ni sẽ tiếp tục dưỡng tin và sẽ là cẩn thận hơn trong những việc giao tiếp với những người mà họ tìm đến với mình. Phải chăng là họ đang lợi dụng mình và khi không lợi dụng được nữa thì họ sẽ tìm cách rời đi. Mong rằng là hai chị em, chị Ni và Hồng Loan sẽ luôn luôn dựa vào nhau để tiếp tục cùng nhau trên con đường kiện tụng nha mọi người. Chúng ta hãy gác lại hết những câu chuyện quay xe để tập trung vào câu chuyện pháp lý của Hồng Loan. Một phiên tòa sắp diễn ra và đó là cái quan trọng nhất chúng ta đang chờ đợi phiên tòa. Đồng nghĩa với việc Hồng Loan sẽ là người thắng kiện và kết thúc luôn ra ma này. Cũng như là phía bốn bò sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào để dùng ngó tài sản của Hồng Loan nữa. Chứ bây giờ khi phiên tòa chưa diễn ra thì họ vẫn còn đang mơ tưởng. Họ liên tục có những giấc mơ về tài sản của chú Năm nha cả nhà. Lúc nào cũng lên nói là thương anh Năm, nhớ anh Năm. Chứ thật ra là họ thương tài sản của chú Năm mới đúng nha mọi người. Nếu như chú Năm không nổi tiếng, không có tài sản, ví dụ như chú Bảy Bánh Xèo, thì ai mà dòm ngó tới phải không cả nhà. Chị Ve cũng sẽ không bao giờ nhắc đến tên đâu. Bởi vì chị Ve này là một người sống vì vật chất. Có tài sản, ai có hào quang thì chị ấy bám vào. Còn không thì đừng có mơ. Câu chuyện chị ta để mắt tới. Trong drama này, hai cái hình ảnh đối lập giữa chú Năm Vũ Linh và ông Bảy Bánh Xèo quá rõ ràng. Khi chú Năm còn sống hay là khi chú Năm mất thì chị Ve liên tục bày tỏ tình cảm, tiếc thương, tiếc nhớ. Còn đối với chú Bảy Bánh Xèo thì cái lúc mà chú bị bệnh thập tử nhất sinh ở bệnh viện, chị Ve cũng không đối hoài gì đến. Đó là một bản tính của chị Ve rồi. Tức là những ai có tài sản, tiền bạc, nổi tiếng thì chị ta mới quan tâm mới bày tỏ tình cảm. Còn những ngày mà tay trắng như chú bánh xèo thì đừng có mơ đến cái chuyện được chia ta. Bày tỏ sự yêu thương nha cả nhà. Thì trên đây là một số thông tin mà chúng em đưa lên vào sáng nay. Và bây giờ chúng em xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ chúng em bằng những bấm like, comment và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video này nhé. Cảm ơn rất nhiều.